Đúng rồi, hôm bọn ta lén đưa Tôn Tiểu Thư về phủ Tô Châu, Trần thiếu gia bảo ta chuyển lời Tôn Tiểu Thư, nói cứ đến mùng 3 tháng 3 hàng năm ngài đều sẽ đến Tiểu Xuân Đình trên núi Hưng Long chờ Tôn Tiểu Thư 3 ngày. Ta còn phải đi lấy lén mật sắn cho muội. Ta đi trước nhé, không nói với muội nữa. Đợi Đông Đường bắt tiên ta sẽ kể chuyện cho muội sao. Tiểu thư, Điều thiếu gia thích người rồi. Đúng rồi Tiểu Hà, chào hôm ta hạ táng, phủ Chương gia thật sự không có người nào đến sao? Không ạ. Tôn Tiểu Thư mong thất Chương gia đến sao? Không, qua bất khí. Số cuộc ngươi đang chờ đợi cái gì? Quỳnh ấy còn chưa biết ngươi không phải muội muội mình. Ngoài mặt Quỳnh ấy vẫn rất ghét ngươi. Quỳnh ấy không đến là rất bình thường, không phải sao? Có thể Quỳnh ấy đã quá thân thành Liên Y Khách rồi, nhưng vẫn chưa chịu hiện thân. Không ai biết, Tiểu Hà cũng không biết. Trần Dục, hôm đó Quỳnh có đến không? Tôn Tiểu Thư, Tôn Tiểu Thư giả chết ở Kinh Thành, trùng sinh ở phủ Tô Châu. Bây giờ Kinh Thành không ai biết tung tích của Tiểu Thư. Chi bằng Tôn Tiểu Thư hãy cắt đứt mọi điều trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Cô nói đúng, ta đã chết một lần rồi, không nên canh cánh quá khứ. Những chuyện đó cứ để nó chôn vùi theo, qua bất khí trước đây đi. Bây giờ ta là Tôn Tiểu Thư của Chu phủ, có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị rồi, bây giờ mời người về Chu phủ bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Tiểu thư, đây chính là Chu phủ của chúng ta. Mời vào. Phúc tổng quản, mời. Tiểu thư, phòng này chính là phòng của cửu thiếu gia trước đây. Vì cãi nhau với lão thái gia, từ bé cửu thiếu gia lên kinh kiếm sống. Căn phòng này luôn là cấm địa của Chu phủ, nhưng bọn ta đã dọn dẹp cho cô rồi. Thiếu gì cô cứ việc nói với ta, ta sẽ bổ sung cho cô. Trả lại thời gian này cô cứ ở tạm đây, lát nữa ta sẽ cùng Chu Phúc đi bẩm lại với lão gia là cô đã về. Tại sao không đưa ta cùng đi? Lão thái gia tính tình cổ quái lắm, trước đó cãi nhau với cửu thiếu gia đến giờ vẫn chưa nguôi. Trả lại ngài ấy còn chưa đồng ý cho chúng ta đón cô về. Vậy là mấy người tự ý sao? Tiểu thư, người yên tâm, chúng ta có cách mà. Cô cứ ở tạm đây đã. Tiểu Hà, cô ở đây hầu hạ Tôn tiểu thư nhé. Vâng. Chạy Phúc ca, chúng ta đi gặp lão thái gia đi. Tiểu thư, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy chúng ta đi trước nhé. Cựu thúc, nơi ở trước kia của người tốt thật. Nếu không phải vì con, thúc đã có thể ở nơi tốt như chạy mãi mãi rồi, đã không phải chịu biết bao khổ cực. Trong mắt các người có còn lão già này nữa không? Các người coi ta là người chết sao? Biết bao năm rồi, các người học được những gì? Các người học trò tiền trảm hậu tấu, là ai cho hai ngươi đưa con nha đầu đó về đây? Lão thái gia, dù sao cô ấy cũng là cháu ngoại của người, là người thiếu gia bất chấp tính mạng bảo vệ. Là ta già cả hồ đồ quá sao? Ai cho các ngươi tự ý định đoạt, bố trí cho cô ta vào phủ? Rồi là ai đòi tổ chức yến tiệc nhận tổ quy tông cho cô ta? Mới sáng ra đã gửi thiếp mời cho cả thành, chỉ giấu có một mình ta.
Các người muốn tạo phản sao? Đồ ăn của ta đâu? Mau mau mau. Lão thái gia mắng càng dữ, chuyện này lại càng có khả năng trở thành sự thật. Ngải khẩu xà tâm Phật, chắc cũng sẽ chấp nhận tiểu thư thôi. Không chấp nhận thì làm được gì? Gỗ đã thành thuyền, chẳng lẽ là đuổi con gái ruột của đại tiểu thư đi chắc? Dù có tìm một thằng cháu trai thừa tự, cũng còn tốt hơn là con quan. Lão thái gia xem người nói kìa, con quan chẳng phải cũng là giống của người sao? Người hay quá nhỉ? Người hay quá nhỉ? Hay quá nhỉ? Lúc ngươi từ kinh thành về, tại sao không nhắc chuyện con nha đầu đó với ta? Lại tìm Chu Thọ trước, thương lượng cho hắn, lén bố trí cho nó vào phủ hở. Lão thái gia, nếu nói với người thì tiểu thư có thể trở về phủ hay sao? Người nói chưa? Số cuộc là đã nói hay chưa? Lão thái gia, hai chúng tôi mang ơn lão thái gia, tôi đã tìm thấy hậu nhân của Chu phủ, vậy nên tôi tự mình tìm cách đưa tiểu thư trở về. Mong lão thái gia ngài lượng thứ, ngươi tự mình định đoạt. Ta còn chưa chết đâu. Biết cái đầu nhà ngươi hả? Giờ thì hay rồi, thiệp mời cũng đã phát đi hết rồi, bên ngoài đều biết phải mở tiệc để nhận tổ quy tông rồi. Bẩm lão thái gia, đã quyết định vào ngày rằm tháng 8 tổ chức. Ngươi xem bọn họ là kẻ ngốc à? Trong từng ấy năm phụ chúng ta không có người này, tự nhiên ở đâu xuất hiện, ai tin được chứ? Lão thái gia, chỉ là cách làm thôi mà. Chúng ta sẽ nói là con cái riêng của thiếu gia, sinh ra đã bị bệnh nên được chăm sóc ở bên ngoài. Giờ bệnh đã khỏi rồi nên được đón về Chu phủ. Chu phủ chúng ta không phải có thêm một tiểu thư nữa sao? Ta thà để Chu phủ tuyệt hậu còn hơn là nhận thêm cháu gái. Lão thái gia, người thật tàn nhẫn, người muốn tiểu thư tiếp tục lưu lạc bên ngoài sao? Tiểu nhân nghe tiểu thư nói, cô ấy cùng với thiếu gia ở bên ngoài đi ăn xin, cơm bữa có bữa không, chịu đói rồi còn bị người khác bắt nạt. Bọn tiểu nhân cũng không muốn tiểu thư có cuộc sống giống như thiếu gia. Chu phủ chúng ta cũng chỉ còn chút huyết mạch này thôi mà. Nó không phải ra ngoài làm ăn mày chua lắm hay sao? Không phải nó chết cũng không hối hận hay sao? Không phải nó nói dù có xin cơm thì cũng không đến cửa Chu phủ để xin sao? Lão thái gia, thiếu gia trước lúc chết có dặn dò tiểu thư, bảo tiểu thư quay về Chu phủ. Người nghĩ xem, thiếu gia bảo tiểu thư đi tìm Trúc tiên sinh thì có khác gì là đến tìm người đâu. Đúng vậy. Các ngươi chỉ nó mà làm thế, có đáng không? Đáng. Ngày rằm tháng 8 này cũng sắp đến rồi. Nha đầu này trước giờ ở bên ngoài ăn xin, người cày cuộc, đến lúc đó có gặp được người ta không? Lão cha yên tâm, gặp được cả, gặp được. Lão cha đại hỷ, đại hỷ cái đầu ngươi. Ta còn chưa đồng ý cho nó quay về đâu. Thôi thôi, mang chỗ đồ ăn này đi, mang trà này đi mà tưới qua. Các ngươi mà làm hỏng việc ngày rằm tháng 8 này thì các ngươi cút hết cho ta. Dân, cút. Nhất định rồi ạ. Nhất định rồi. Đưa ta về. Lưu xuống đi. Dân, dân. Con à, con à,
con trốn bao lâu nay? Tiếng gì vậy? Đến mạng cũng không còn. Ai đang khóc vậy? Nghe tiếng hình như là lão thái gia đang khóc. Lão thái gia, đến cái mạng cũng không còn, con còn đưa nó về làm gì? Tiểu Hà, chân lão thái gia bị liệt sao? Không phải, chỉ là lão thái gia lười đi lại nên sai người làm một chiếc xe lăn, bình thường sẽ có người đẩy đi. Đúng là ông già kỳ quặc. Tiểu Cửu à, cô chạy trước đi, ta đến gặp lão cha một lúc. Tiểu thư, yên tâm đi, không sao đâu. Ngươi là nha đầu của chuyện nào? Có biết phép tắc là gì không? Đây là nơi người đến, đây là nơi mà người khác có thể tùy tiện đến được sao? Con vừa mới đến. Người đến cùng với ai? Chu Phúc và Chu Thọ à? Ông tiếp tục khóc đi, con sẽ xem như không nhìn thấy gì. Quay lại đây. Cái gì mà coi như con không nhìn thấy gì? Ngươi rõ ràng là nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy rồi, ngươi mau đi tìm đồ ăn mang đến đây, ta đói rồi, mang đồ ăn cho ta. Nhưng con đâu có quen ông. Nhưng mà ta đói rồi. Ngươi nể tình tuổi ta đã cao, ngươi giúp ta lấy đồ ăn đi chứ, có được không? Vậy được rồi, ông đợi một chút. Cái gì đó? Con được tặng hộp kẹo hình người. Ông đói rồi thì ăn tạm cái này trước đi. Là bát tiên sao? Kẹo đường hình người này đẹp thật đó. Ai tặng cho ngươi vậy? Không phải ngươi nói sẽ đưa ta ăn sao? Sao bây giờ lại hối hận rồi? Hà Tú cô thích hợp với ông lắm. Con có chuyện đi trước đây. Sao lại cho ta Hà Tú cô chứ? Hà Tú cô muốn xuống trần gian chạy lục thần châu chủ. Lục thần châu chủ, ta đâu có hồ đồ. Không phải nha đầu này đã nhận ra ta rồi chứ? Nha đầu gì đó, ngươi đưa cho ta thêm một cái nữa đi. Một cái không đủ ăn. Tiểu thư, thân phận hiện tại của cô là cháu ngoại của Chu gia giàu có nhất Giang Nam, người thừa kế đời thứ 10. Chu Bát Gia là con trai đơn truyền 8 đời của nhà họ Chu, có 10 chị tỷ muội, chứ cấu cũng chỉ có một đứa con trai cửu thiếu gia. Vậy tại sao trong gia phả lại không có tên của cửu thúc vậy? Lẽ nào Chu gia đời thứ 9 được sinh ra từ tảng đá? Đó là tại chị Chu lão thái gia còn đang giận Chu cửu gia nên mới gạch bỏ tên của cửu thiếu gia trên gia phả. Cô cứ xem ngải sinh ra từ tảng đá đi. Ngươi đừng nói bừa. Tiểu thư, tuy trong gia phả không có, nhưng cả phủ Tô Châu này đều biết sự tồn tại của cửu thiếu gia. Đúng rồi, đợi đến khi mở tiệc nhận tổ quy tông, tiểu thư, cô phải lấy thân phận là con riêng của cửu thiếu gia giới thiệu với mọi người. Cửu thúc là phụ thân của ta. Lẽ nào mùa đông năm đó Thất Dương cha chân trước chừa đi, Mặc lão cha như hổ rình mồi, kết quả người thật sự đã lẻn vào biệt diện Mặc phủ, khiến mẹ ta quà thai, lại không phải Mặc lão cha mà là cửu thúc của ta. Tiểu thư, chuyện này quá phức tạp, vẫn nên đợi lão cha tự mình nói thật với cô thì hơn. Ta thật sự có điều không hiểu. Mẫu thân ta họ Tiết, không phải người Chu gia, đúng không? Người phụ thân Chu Liêm Sĩ đó của ta không phải Thất Dương gia thì là Mặc Bách Hành. Vậy thì tại sao lại cứ muốn ta làm người kế thừa Chu gia chứ? Tiểu thư, lão thái gia là đơn truyền đời thứ 8 của Chu gia. Cựu thiếu gia nay đã mất, lão thái gia đã không còn con cái nữa.
Giờ ông ấy tuổi tác đã cao, tất cả người trong gia tộc đều trông ngóng được phân chia gia sản của Chu phủ. Lỡ đâu một ngày nào đó lão thái gia cũng vậy thì Chu gia sẽ bị tuyệt hậu. Những kẻ trong gia tộc sẽ cắn xé gia sản to lớn này mất. Theo ta thấy, trong số những thân thích của Chu phủ, chọn lại một người làm con thừa tự cũng tốt hơn kẻ lai lịch bất minh như ta nhiều. Huống hồ ta là Tôn tiểu thư chứ không phải Tôn thiếu gia. Chuyện này thì dễ thôi. Đến lúc đó tìm một người ở rể cho tiểu thư, nhất định sẽ có rất nhiều người tranh nhau. Ta kiên quyết không đồng ý. Nhưng mà tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, cô nghe ta nói. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, cô nghe ta nói. Tiểu thư, Tiết Phi và Chu phủ có liên quan mật thiết. Giờ cô là người thừa kế chính tông đời thứ 10 của Chu phủ. Ta tin cho cô kế thừa di sản của Chu phủ cũng là di nguyện của cựu thiếu gia. Đúng đó, tiểu thư. Sở dĩ đổi thân phận cô thành con riêng của cựu thiếu gia cũng là chỉ che giấu tai mắt của kẻ khác. Cũng giống đổi ngày sinh của cô, không phải sinh vào tháng 2, không phải là con cái riêng của thất dương gia nữa. Giờ cô sinh vào tháng 8, con cái của cựu thiếu gia Chu Châu. Nhưng mà nghe nói lão thái gia còn chưa đồng ý cho ta nhận tổ quy tông mà. Trong thời gian ngắn lão thái gia không nghĩ được nhiều như vậy. Hơn nữa ta và Chu Phúc đã phát thiệp mời đi rồi, ông ấy có thể không nhận sao, đúng không? Cô xuất hiện trong hỷ yến khiến mọi người kinh ngạc, khiến lão cha nở mặt, sao ông ấy không nhận được chứ? Đúng rồi, tiểu thư, cô lớn lên cùng cựu thiếu gia, phương diện thi từ ca múa chắc là không có vấn đề gì chứ. Vậy tiểu thư có sở trường gì đặc biệt không? Ca hát, khiêu vũ, đánh đàn, trẻ tranh gì đó? Cô ấy không biết gì cả thì biểu diễn cái gì chứ? Đúng đó, không phải mất mặt lắm sao? Cái này thì ta lại hiểu vài phần đó. Nhưng mà biểu diễn trên hỷ yến sợ là không thỏa đáng rồi. Cái này không phải là không thỏa đáng. Cô như vậy sẽ hù dọa tới khách khứa đó. Vậy làm thế nào? Những cái khác ta thật sự không biết. Nhưng mà cho dù là mất mặt thì có làm sao? Chỉ cần có thể lịnh được lão thái gia là được rồi. Cái nhà này ai làm chủ? Chỉ cần lão thái gia nói là được. Ta kém cỏi thì có làm sao? Lão nhân gia thích giao tài sản cho ta, ai cũng đều không quản được, đúng không? Quỳnh nghĩ trạng thái của Chu lão gia bây giờ có thể giao Chu phủ cho tiểu thư mà buông tay không quản sao? Ông à, người thực sự biết tìm nơi để hưởng thụ đó. Hôm nay không khóc nữa à? Người quản được sao? Ta mời ngươi uống trà của ta chưa mà ngươi đã uống rồi. Ngươi... Được được, ngươi uống trà của ta thì ngươi phải mời ta ăn cơm. Không vấn đề, con mời ông ăn cơm. Ông phải cho con cái này trước. Con người con chưa từng làm ăn buôn bán lỗ vốn bao giờ. Người biết đây là trà gì không? Đây là loại trà thượng hạng, 10 lượng một túi đó. Người biết đây là nước gì không? Đó là tuyết rơi trên nhụy hoa của hoa đông mai năm ngoái. Người biết cái này? Được rồi, trả lại đây đi. Ta đưa lại đây. Cẩn thận bị bỏng đó. Đây là sứ men xanh của Trang Tâm mà hoàng thượng cũng khen không ngớt miệng đó. Chén trà này người ở bên ngoài phải bỏ ra 5, 6, 7, 8 20 lượng bạc cũng đều không uống được đâu. Còn muốn đòi tiền ta? Ngươi không trả ta tiền đã là tốt lắm rồi. Ông mời con uống trà. Trà này là tự ông pha hay sao? Con mời ông ăn cơm. Cơm là chính tay con tự nấu đó. Lẽ nào ông không cho con một chút tiền công ư? Hay là mai con nhờ Chu Thọ pha một bát trả lại cho ông nhé. Ông cũng đừng ăn cơm của con nữa. Không phải.
dùng trà của chú phủ ta pha trà để trả lại cho ta. Không phải là ta chịu thiệt sao? Không uống thì thôi. Đợi chút, đợi chút. Thế còn được chứ? Nói đi, ông muốn ăn cái gì? Ta không ăn chim bay trên trời, không ăn cá bơi dưới nước, không ăn thú chạy trên đất. Ta không ăn rau trồng ở trên ruộng. Ta không ăn gia cầm và thú mà người nuôi. Yêu cầu nhiều như vậy, nếu như ngươi không làm được, tốt nhất là trả lại bạc cho ta. Chuyện nhỏ này không làm khó được con. Đi thôi, dẫn ông đi ăn thức. Trời ơi, đây là cái gì vậy? Nấm, nấu canh rất là ngon đó. Vậy sao? Ông nói không ăn rau trồng ở trên đồng, chỗ con hái là mọc ở trên cây khô, không phạm quy chứ? Người được đó, thứ mọc ở trên cây khô có thể ăn được sao? Đừng để trúng độc đó, ông yên tâm đi. Những thứ ở trên núi có thể ăn được con đều biết. Mùa xuân sau khi mưa xong, con với cửu thúc đều thích đi lên trên núi hái măng, hái nấm. Trên núi còn có nấm dại, nấm rơm. Lại có rồi. Tiểu cửu cũng tới hái nấm mà. Đâu chỉ có vậy, cửu thúc rất giỏi. Người không chỉ biết lên núi hái nấm, hái rau dại, người còn rất giỏi bắt chuột đồng. Ông biết không, mùa đông chuột đồng thích chui vào hang để trữ lương thực. Nếu ông tìm thấy một cái hang chuột đồng thì không chỉ có thịt ăn mà còn có gạo nữa. Chuột đồng lột da rồi thì đều là thịt, cho vào nồi hầm là thơm lắm đó. Hái cũng đủ nhiều rồi, hay là chúng ta đi nấu để ăn đi. Được, chạy chúng ta đi thôi. Ông béo như vậy cũng không sợ đi lại bất tiện sao? Ta cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Ta cũng không cần đi. Ngồi xe ngựa có người lái, ngồi xe thì có người đẩy, không cần làm gì cả thì có người cõng. Quan trọng là ta có bạc, có thể sai khiến người khác. Phải, ông nói gì cũng phải. Ngân lượng đó là của ông cả. Ông tiêu thế nào cũng là việc của ông. Nha đầu, ta khát rồi, ngươi nấu trà cho ta uống đi. Dưới sông có nước mà. Uống nước sông ư? Ông yên tâm đi, nước này sạch lắm. Lúc con còn đi ăn mày với cửu thúc đều uống nước như vậy. Không phải chẳng sống rất tốt sao? Ngươi đừng có lừa ta. Đi. Ngọt lắm. Lão già, ông về rồi à? Ăn được chưa? Chưa đâu. Sao lâu vậy? Lão già, lát nữa con tìm cho ông loại thịt ở trên trời, dưới đất, trong nước hay đưa trong nhà đều không có. Con đi nhặt vài cành cây khô, ông trong lửa đấy nhé. Nếu mà sắp tắt thì thêm vào, đừng có để nó tắt. Đừng liên thuyên nữa, nhanh lên, ta đói chết rồi. Thật là. Được rồi. Cái này làm thế nào đây? Thêm củi vào. Thêm.
thêm tiếp. Cái này phiền quá, làm đại luôn. Chưa được à? Chết tiệt. Lão già, ông giúp con mau. Cứu mạng, cứu mạng. Bỏ xuống, bỏ xuống, thứ đó có độc. Lão già, ông giúp ta mau. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Đánh, đánh, đánh. Ôi mẹ ơi, ta đánh, đánh, đánh. Chết rồi, chết rồi. Đánh. Nó chết rồi. Lão già, ông giỏi thật đấy. Đánh chết rắn rồi. Còn phải băm nó ra thành chục mảnh mới bỏ tức. Ông chờ đấy. Nhưng đừng làm nát quá. Nát quá ăn không ngon. Được. Nào, cho ông. Thơm lắm. Chứ gì nữa. Thơm lắm. Những thứ này đều là cựu thúc dạy con. Lão già, ông đừng nghĩ rằng con và cựu thúc sống không tốt. Bọn con nghèo thì nghèo, nhưng thật ra rất vui đó. Thường hay bắt rắn, bắt chuột đồng, cũng vui được cả buổi. Ngày nào ông cũng lười vận động, chắc không hưởng được những thú vui này rồi. Ngươi nói cả buổi, không phải muốn ta hỏi ngươi sao? Ngươi kể ta nghe những chuyện lúc trước của tiểu cửu đi. Con và cửu thúc công ty một trang tiền cũng có chạy mới để đi. Cửu thúc rất khéo tay. Con xin được sơm thì người có thể làm được một đôi chạy sơm để đem lên chợ bán. Bán được 500 tiền đó. Cửu thúc còn thích ngắm hoàng hôn dưới cầu. Nếu không phải trốn người ta thì những ngày tháng đó thật thoải mái. Đặt chiếc bát không trên phố, một lát là có xu, có ngân lượng chào bác. Cửu thúc còn thích ăn mì chương xuân. Mỗi lần có tiền là người phải ăn một bát lớn, còn thêm cả trứng gà. Tiểu cửu ngốc này, con muốn ngắm hoàng hôn thì về nhà ngắm, muốn ăn mì chương xuân thì về nhà ăn. Ta thêm trứng cho nó, thêm cho nó. Ông già, sao cửu thúc phải dẫn theo con chạy? Chu Phúc nói là chị ta, không chừng thúc ấy mới là cha con. Thúc ấy muốn giành mẹ con với thúc Dương gia. Ông không đồng ý, nên thúc ấy nhất thời tức giận bỏ nhà ra đi. Không, tiểu cửu là con trai ta. Tiết Vi là con gái ta. Nói như vậy, cửu thúc là cửu cửu của con. Tiểu cửu có chí khí cao. Nó nghĩ rằng ta luôn dựa vào cái bóng của Chu gia tổ mới trở thành người giàu nhất Giang Nam. Thế là nó mới dẫn theo Chu Phúc đến kinh thành. Không dựa vào Chu phủ thì ở kinh thành cũng trở thành người giàu một phương rồi. Nhiều năm liền nó không về nhà. Nhưng mà năm Phi Nhi tròn 17 tuổi, nó cũng đã về nhà. Thiếu gia, hộp cấm cậu cần. Chu Phúc, người thấy thế nào? Đẹp, vô cùng đẹp. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Phi Nhi rồi. Món quà này nhất định nó sẽ rất thích. Những năm qua Phi Nhi luôn trốn tránh kẻ thần bí đó, thật sự khổ cho nó rồi. Mùi mùi, đây là quà tặng mùi nhân dịp sinh nhật tuổi 17. Cảm ơn đại ca. Có thích không? Nào, quên đây lên giúp muội. Được.
Thế nào, đẹp không? Đẹp lắm. Ngon lắm, đẹp lắm. Kẻ thần bí. Đúng vậy. Khi ta còn trẻ, đã mắc phải một sai lầm, làm thất bại một vụ làm ăn vô cùng lớn. Hơn nữa còn liên quan đến mạng người. Theo luật lệ lúc bấy giờ thì hình phạt nhẹ nhất là đến phía Bắc làm tù nhân. Nói thì là đến phía Bắc làm tù nhân, thực ra cũng chỉ kéo dài hơi tàn được vài năm, cuối cùng không thoát khỏi cái chết. Ta là hậu duệ đời thứ 8 của Chu phủ. Nếu như ta chết đi, Chu gia coi như chấm hết. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến mẫu thân con? Đừng ngắt lời. Chuyện còn dài, từ từ nghe. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? Ta tuyệt hậu. Đúng, Chu gia coi như tuyệt hậu. Lúc đó, đám thương nhân ở thành Tô Châu, sau khi biết được tin này, thi nhau thêm dầu vào lửa, gây áp lực lên Chu gia. Sau đó lật đổ bọn ta, không chừa đường lui. Quan phủ nhận ngân lượng từ cả hai bên. Phụ thân ta nộp biết bao nhiêu tiền, nhưng cũng không có tác dụng. Ông ấy lo sợ đến nỗi bệnh nằm liệt giường. Khi ta sắp bị tử hình đến nơi rồi, thì vào thời khắc quan trọng, bỗng nhiên có một kẻ thần bí xuất hiện, ra tay cứu giúp ta. Cuối cùng cũng đến đoạn có kẻ thần bí rồi. Kẻ thần bí này không biết đã dùng cách gì mà sau khi hắn và phụ thân ta đàm phán xong, tri phủ đại nhân đột nhiên trở nên anh minh quyết đoán. Chỉ mất 3 ngày đã điều tra ra đó không phải lỗi của Chu gia ta, mà là cho bị đổ oan. Hơn nữa vụ án mạng này cũng không liên quan gì đến ta, rồi trả lại trong sạch cho Chu gia. Tri phủ đại nhân còn dùng xe ngựa của mình đích thân đưa ta về Chu phủ. Kẻ thần bí này thật lợi hại. Chạy hắn và lão thái gia đã thỏa thuận những gì? Cái này có lẽ liên quan đến mẫu thân con. Thỏa thuận này, ta muốn cưới đứa con gái mà con trai ông sinh ra. Ta sẽ đem xính lễ đến Chu gia vào ngày cô bé tròn 17 tuổi. Năm 18 tuổi ta sẽ sai người đến đón đi. Nếu như Chu phủ không giữ lời hứa, vậy thì số ngân lượng ta cho Chu phủ mượn không những phải trả sạch, mà còn phải trả gấp đôi vì quỷ hôn. Cưới cháu gái ta. Con dâu ta sắp lâm bồn, nhưng là con trai hay con gái vẫn còn chưa biết. Nếu như là con trai thì sao? Nếu lần này không phải, thì lần sau sẽ phải. Nếu như cô ta không sinh được, thì hôn ước vô hiệu. Số ngân lượng ta cho ông mượn cũng không cần trả lại. Được, ta sẽ ký tên đồng ý. Kẻ thần bí tặng than trong đêm lạnh. Lúc đó phụ thân ta đã nói, cho dù phải lấy mạng ông ấy, chị ta và Chu gia, ông ấy cũng chịu. Huống hồ người ta chỉ cần lấy cháu gái của Chu gia làm vợ. Nhìn theo một góc độ khác, có thể làm thông gia với kẻ thần bí như vậy, đối với cháu gái của Chu phủ, âu cũng là có phúc. Sao hắn biết nhất định là con gái? Hơn nữa dùng nhiều ngân lượng như vậy chỉ để đổi lấy một bé gái chưa được sinh ra. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Đúng thế, trên trời sao có thể rơi xuống một chiếc bánh chứ? Tuy nhiên, vì sao hắn nhất định muốn lấy con gái ta? Đến giờ ta vẫn chưa rõ. Ta, ngày ta được ra khỏi nhà lao, đúng lúc là đêm phu nhân ta lâm bồn. Phu nhân cũng thật may mắn, đứa bé được sinh ra lại là con gái, cũng chính là mẹ của cô, Phi Nhi. Sau khi sinh ra Phi Nhi, nàng ấy đã rất yếu rồi. Cha ta nhìn thấy Phi Nhi, liền nói với ta hôn ước mà ông đã giao hẹn với kẻ thần bí. Phu nhân ta nghe xong phản đối gay gắt,
dùng hơi thở cuối cùng nói ta nhất định phải ngăn chuyện đó xảy ra. Tổ mẫu sao lại phản đối? Nàng ấy không nói rõ, đã ôm hận đi rồi. Có điều, theo ta nghĩ, có lẽ do kẻ thần bí kia lớn hơn cả tuổi ta. Còn Phi Nhi 17 tuổi lại phá cả cho một lão già. Có ai đồng ý cho con gái mình lấy một người như vậy chứ? Vì vậy ông đưa mẫu thân con đến tiết gia trang ẩn náu. Đây cũng là do không còn cách nào khác. Đêm đó bọn ta nói chết bên ngoài, phu nhân sinh ra một cái thai chết. Ta đã sai người ngày đêm đưa mẫu thân cô đến tiết gia trang. Tiết trang chủ là bằng hữu lâu năm của ta, cũng là bạn làm ăn. Sau đó mỗi năm ta đều lấy danh nghĩa làm ăn lén đến tiết gia trang thăm mẫu thân con. Tiểu Cửu mặc dù không ở trong phủ nhưng mỗi năm cũng đều lén lút thăm nó, bởi vì chúng chỉ không che vào đâu được. Thật không ngờ rằng vào ngày sinh thần 17 tuổi của mẫu thân con, người thần bí này lại xuất hiện rồi. Cho hỏi ngài là ta đến đây vì giao ước ngày trước. Xin lễ đã chuẩn bị xong cả rồi, các ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Giờ này năm sau ta đến cưới con gái ông. Ta không có con gái. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Tiết gia trang ở Giang Bắc, ta không gả con gái, ta trả ngân lượng, cả tiền gốc lẫn lãi. Ngươi có thể trả nổi không? Nhưng ta trả không nổi, ta vẫn còn con trai. Con trai ta trả không nổi, ta cũng vẫn còn cháu. Năm đó ta cho Chu phủ mượn tiền, cũng không phải chỉ một vài lần. Chu bác gia, ta sẽ tha thứ chuyện ông giấu con gái, nhưng chuyện thế này lần sau không được như vậy nữa. Nếu còn có lần sau, ta chặt bốn chi của Chu Cửu qua làm lãi, rồi cáo trạng lên Tô Châu phủ, cướp toàn bộ gia tài của ngươi. Chu bác gia, đến lúc đó Chu phủ nhà tan cửa nát thì đừng trách ta. Chu Thái, lão gia, đi đón tiểu thư hồi phủ. Tất cả những chuyện trước đây mà chúng ta đã làm, trong mắt người thần bí chẳng qua cũng chỉ là trò cười, không trốn được đâu. Không được. Muội muội mới 17 tuổi, lẩn tránh xa nhà bao nhiêu năm nay, vì sao phải gả cho người còn lớn tuổi hơn cả phụ thân mình chứ? Người quên chi nguyện của mẫu thân trước lúc lâm chung rồi à? Nếu cả muội muội cho loại người này, người ở dưới cửu tuyền cũng không yên lòng. Nếu không nhờ người thần bí thì cũng không có Chu gia ngày hôm nay. Cha bất lực, không trao đủ ngân lượng, làm hại Phi Nhi. Không được, con không đồng ý. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu nhất thời xúc động, tối hôm đó đã lén rời khỏi Tô Châu phủ. Hai người trẻ tuổi cũng không biết lưu lạc nơi nào. Thế là Tiểu Cửu dẫn theo con bé đến chỗ bằng hữu tốt của nó, đại thiếu gia Mạc Phủ, Mạc Bách Hành. Lúc đó Mạc Bách Hành hình như đã lấy vợ rồi, tiểu thư của Phi Dân Bảo. Tiểu Cửu nhận được tin từ Tiết Phi, nói Mạc Bách Hành trong lúc say đã làm loạn, Phi Nhi đã có con của hắn, còn Mạc phu nhân thì không tha cho nó. Phi Nhi chỉ đành
quay trở lại Tiết Gia Trang. Sau đó, hơn 10 ngày sau, đi từ hậu viện, Chu Phủ tìm thấy Tiểu Cửu còn đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ đó chính là con Phi Nhi, thì không thấy đâu nữa. Tiểu Cửu nói có người truy sát nó. Mau, bên này, con bên đó, đi theo ta. Tiểu Cửu nói đừng tìm nó, phải đề phòng Thất Dương gia. Sao lại phải đề phòng Thất Dương gia? Nếu con không phải con ông ấy, không có quan hệ gì là được mà. Sao phải đề phòng ông ấy? Chuyện này ta điều tra đến giờ cũng chưa tra ra được. Nhưng Tiểu Cửu lại nói như vậy, chắc chắn là có lý do của nó. Nó bế con cứ thế chạy là chỉ ẩn giấu tung tích thiếu niên thông trong ngày ấy, không tiếc dẫn theo con trở thành kẻ ăn mày. Cửu thúc, con không cần biết gì sao, chỉ cần nghe ta. Càng ít người biết càng tốt, ra ngoài phải che mặt, không qua lại với nhiều người, càng không được buôn bán, con nghe rõ chưa? Thì ra cửu thúc có nhà không thể về, thật sự là vì con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.